lắm mỗi ngày. Ngày nay em không rời xa, anh chỉ muốn có như vậy. Nhưng em giờ đây em vẫn chưa một lần chờ. Nhưng em giờ đây em vẫn chưa một lần chờ. Tôi đặt cho sếp Lâm thắng nè. Tôi cũng đặt theo cửa của bà. Ủa gì vậy? Tự nhiên tiền của ta tự nhiên mấy vậy? Làm việc đi, sếp sắp vô rồi. Này, để tiền ăn chưa? Vô duyên. Đưa tiền của người ta tự nhiên lấy à? Thôi hai mình hỏi thẳng sếp luôn đi, chứ giờ sao biết được. Đúng rồi. Ý anh Bình vô kìa, Anh Bình vô hả? Để hỏi anh Bình luôn. Anh Bình ơi, có thể đứng lại cho em hỏi một câu nhỏ nhỏ được không? Nói gì? Có phải Bạch Dương với lại sếp Lâm á đã công khai yêu nhau đúng không? Tào lao! Làm gì cái chuyện đó? Đứa nào đâu? Chính mắt em tối hôm qua thấy hai người đó uống cà phê tình tứ với nhau. Em ngồi bàn đối diện, em lo nhiều chuyện, em không có ăn uống gì được luôn. Trời ơi! Tào lao thiệt luôn đó nha. Nha, Băng Diễm, em rất là tào lao. Chuyện của người ta tự nhiên không ăn uống. Kỳ cục à. Em bị cận rồi, đi về khám mắt đi. Làm gì la dữ vậy? Nếu anh không trả lời thì thôi. Thì một hồi á, sếp Lâm vô. Em hỏi sếp Lâm có gì đâu. Thôi. Dạ. Sao? Sếp đây. Muốn hỏi gì? Diễm hỏi. Tụi em muốn hỏi là chiều nay sếp bao tụi em ăn gì? Sếp thích ăn gì? Trưa nay tôi có họp bên ngoài rồi. Không sao. Mọi người thích ăn cái gì? Cứ bàn đi. Tôi mời. Đã vậy. Em mời mọi người giúp anh. Tôi có tiền tôi tự ăn, khỏi mượn bao. Giúp anh nha. Chị ơi, em nghe nói chị với sếp đang hẹn hò hả? Sao hay quá vợ? Chị em già chiêu rồi. Làm gì có, ai nói tầm bậy vậy? Không ai nói hết á. Thì em thấy là chỉ tội nghiệp cho một người thôi. Là Bình nè. Làm gì? Em biết là sếp Lâm ngon lành rồi, nhưng mà chị cũng phải cho anh Bình chuẩn bị tinh thần chứ. Anh đâu có tội lỗi gì đâu. Nghĩ sao không có tội lỗi? Nè, vừa xấu, vừa nghèo, vừa dơ. Ờ đúng rồi, lộn. Vừa dở. Nè, hai người có bớt thôi mà. Băng Duy và Băng Diễm. Cái gì? Hai người có biết là đang nghiệp tụ dành môi không? Có nghe cái câu là bớt tạo nghiệp để bắt kịp tương lai không hả? Chị Bạch Dương không phải là người tầm thường như vậy đâu. Trời đất ơi, em đi khắp cái công ty, em đi tìm anh, xong đi xuống dưới quán chị Ngân tìm, cũng không thấy anh đâu. Ai dè anh đi ra đây ngồi nhậu với ông Sĩ hả? Anh buồn quá em ơi, bây giờ anh trên đó anh đâu biết làm gì đâu em, không nhậu làm gì giờ. Anh ngồi anh nhậu đi nha, rồi xong rồi mất chị Dương lúc nào không biết ha. Nói gì vậy hả? Mất làm sao mà mất? Anh nói cho em biết tại em không biết chị Dương của em thôi. Cái gu của chị em không phải là đẹp trai đâu, không phải gu. Em nói cho anh biết nè, bây giờ trai đẹp ra đường ai mà không hốt. Tại vì hồi xưa chị Dương thương anh, yêu anh nên mới nói như vậy để an ủi anh thôi. Chứ anh nghĩ sao vậy? Em mới vừa tát vô mặt anh một cái đó, anh cũng đâu tới nỗi tệ sao em nói thấy ghê vậy hả? Nếu mà người ta bỏ mình thì chỉ cho một cách nè. Cách gì? Đập đi xây lại. Cái nhà tao mới xây xong giờ đập ra uổng lắm. Đập cái mặt này á, xây lại cái mặt khác cho nó hoàn thiện hơn. Đó là thuật ngữ của mấy người hay chỉnh sửa nhan sắc á. Em đập hết cái mặt của anh rồi em xây lại cho anh nha. Ngồi chơi vậy? Ngồi chơi cái gì hết nói nổi anh rồi đó. Sao vậy hả?
Cái quán đang đăng đê đê công chuyện, không có ai phụ em hết mà anh đi ra đây anh nhậu là sao? Trời ơi, anh ra đây anh nhậu cũng mệt, muốn chết, buồn muốn chết luôn, có vui sướng gì đâu. Em nhìn đi, nó ủ rũ như vậy, uống rượu có ngon đâu, nó đang buồn. Anh nhậu là anh an ủi nó. Người ta hay nói là rượu ngon có bạn hiền. Bây giờ rượu nó dở, không lẽ bạn hiền nó không tới, người ta nói chết, người ta dị nghị anh chết, cho nên ráng ngồi để nghe nó nói. Không có thích vậy đâu. Nhớ một cái hũ hèn, biểu sao mà con Bạch Dương nó không bỏ. Ê, đừng có nói vậy nha. Người ta tạm thời chia tay thôi chứ không phải bị bỏ hả nghe. Rồi ok, tạm thời chia tay thôi. Anh nhìn lại anh đi, anh không giỏi, không giàu, không có tiền, không đẹp trai, không có chính kiến, có bồ thì không biết giữ để cho người khác lấy đi mất. Anh coi coi anh còn gì không? Còn gì để nói không? Ê, vợ mày mới vừa tát vô mặt tao thêm một cái nữa luôn á. Nó đang buồn em nói vậy, nó quẫn chí, nó về, nó nhảy lầu, nó tự tử là em mang tội ngộ sát á. Ủa em đang động viên ảnh mà. Em tát một cái gáo nước lạnh vô mặt ảnh để cho ảnh tỉnh táo ra. Đó là cái cách em đang động viên người khác. Em đồng ý với chị lần thứ hai. Thằng này, Vợ tao nói đúng á. Mày suốt ngày cứ đi nhậu nhẹt hoài, mày không làm, mày bỏ bê công việc mày, rồi sếp mày biết, rồi sếp mày đuổi việc mày sao. Rồi lúc đó mày còn thê thảm hơn nữa. Yên tâm. Bây giờ tao có ngồi đây tao nhậu nguyên một ngày, nguyên một tuần, một tháng cũng không ai thèm quan tâm tới cái bản mặt tao đâu. Nó nói đúng á. Tại cái bản mặt nó, sếp Lâm đâu có thèm quan tâm. Sếp Lâm là một người tốt, không có bận tâm tới những người xấu, cho nên là không quan tâm, chẳng thèm đuổi việc đó. Mày cứ nhậu đi, khi nào buồn á mày xuống quán tao mày uống cà phê tao giải sầu cho, đừng rủ tao đi xa nữa, vợ tao la tao. Nhưng mà nè, lời khuyên chân thành của người bạn thân nè, tao nghĩ mày không nên lấy vợ nữa. Mày nhìn vợ chồng tao mày không thấy hả? Đây là một tấm gương sáng, mày phải noi theo chứ, mày phải né đi chứ. Vừa lắm con, vừa lắm. Xỉn rồi hả? Có uống ly nào đâu xỉn chứ. Lỡ mà xỉn thì đi về nhà ngủ đi, ngồi đây nhậu làm chi cho nói năng mà mất kiểm soát như vậy. Nghĩ sao mà vợ ngồi kế bên mà dám nói những cái câu vậy? Không, anh nói ý khác mà vợ hiểu ý khác. Anh nói cái ý này cho mấy hàng xỉn nó dễ hiểu. Ý anh nói đó là phải nhìn cái cặp vợ chồng của mình mà làm tấm gương noi theo. Phải tìm một người nào đó giống như vợ của anh đó mà lấy. Bởi vì trên đời này không có nhiều người phụ nữ tốt đâu. Mình phải tìm kiếm nó mới ra được. Phải tìm người giống như vậy nè nên lấy. Vợ anh là số 1. Bởi anh Lâm anh nói đúng lắm nha. Anh Lâm anh dạy anh á, muốn làm cho vợ mình thương mình dễ lắm, chỉ cần giúp đỡ vợ mình chăm chỉ làm ăn kiếm tiền là vợ mình đỡ mệt, vợ mình sẽ thương mình thôi. Bây giờ làm ơn giải sầu cho bạn xong thì giải tán cái nhóm này để đi về quán phụ vợ làm ăn. Ok, em đi về em coi quán đó, còn anh làm ơn nghỉ nhậu giùm em gái. Thôi em không muốn được em đi về luôn á. Thôi ngồi đi nhậu với anh, giờ em lên làm gì cho nó có gì đâu làm. Ba người nhậu vui hơn. Ui Nam, anh nói thiệt nha, hồi nào giờ anh ít nhiều chuyện, nhưng mà anh thấy chuyện anh khó chịu, anh thắc mắc, anh muốn hỏi thiệt em cái này nha, em phải trả lời thiệt nha. Bạch Dương đang quen với sếp Lâm thiệt hả? Em không phải nói với anh nha, sếp Lâm là một cái sự lựa chọn sáng suốt. Và cái sự mà chọn sếp Lâm cũng là cái suy nghĩ xuất sắc nhất mà chị Dương có. Trời ơi, anh nói thiệt nha, Dương mà chọn sếp Lâm á là sáng suốt. Đúng rồi. Mặc dù nó là bạn thân của anh nhưng anh cũng không có binh nó được. Cái tướng của nó, cái mặt của nó, cái tài của nó làm gì có cửa mà so sánh với sếp Lâm được. Đúng không? Đó, đó, nhìn đi, đó. Sai bét nhè, không ra cái thể thống gì nữa. Không còn là con người nữa, không giống con giáp nào luôn. Kỳ cục. Hồi nãy anh nói rượu ngon là phải có bạn hiền. Bây giờ rượu thì ngon thì có rồi đó, còn bạn hiền thì hình như anh mất tiêu luôn rồi sao? Hồi nãy không nghe nói chuyện với vợ anh hả? Anh nói hôm nay rượu không có ngon, nhưng mà bạn dẫn tới thôi. Tới là để san sẻ nỗi buồn nó, nói chuyện nó thôi, chứ nãy giờ anh có uống giọt nào đâu. Hai chai này là nó uống hết á. Đúng rồi. Từ nay về sau, tao sẽ không bao giờ tốt với ai nữa. Nhất là sẽ không bao giờ cho người khác mượn tiền. Tụi bay đi kiếm người nào mà tốt bụng, đẹp trai, giàu chơi đi, đừng kiếm tao nữa. Trời đất ơi trời, đó đó đó, thấy không? Những con người mà khi yêu rồi chia tay xong rồi đó, đau khổ rồi nó mê sảng, không biết mình nói một cái gì nữa. Ơi đàn bà, đừng có tin đàn bà, khó đoán lắm. Đàn bà hứa thật nhiều rồi, khó hứa nhiều thôi. Thầy non hẹn biển chứ.
Em nghĩ á, chị Dương làm gì là đúng đó. Thà như một lần vậy để cho anh hết đau. Còn hả, để mà lâu anh cứ đau dầm về từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này nọ năm qua năm kia á. Ôi đàn bà là những niềm đau làm tim nhỏ máu. Mày nó cũng tội của em. Nói đi mình phải nghĩ lại, dù gì nó cũng là bạn thân. Nó hay hay cho anh mượn tiền, bây giờ nó gặp khó khăn lẽ không nghĩ ra cách gì giúp nó. Thấy nó vậy chứ tội lắm á. Nhiều khi bây giờ nó xỉn, nó không còn lý trí, nhưng mà sau này nó tỉnh lại, nó suy nghĩ lại, nó hờn, nó trách, nó giận mình. Nhiều khi nó mất bộ mà mình mất bạn á. Giúp nó đi, em nghĩ cách gì giúp nó đi. Em sẽ về kiếm cách nào nói chuyện với chị Dương cho chị Dương hiểu mới được. Anh nghĩ cũng tội ha. Trời ơi, hai người đó quen nhau mấy năm trời rồi, bây giờ đùng một cái là chia tay thiệt luôn á. Trời ơi, em không biết đâu. Lúc em về thằng Bình nó buồn á, nó uống nó gục tại bàn luôn, nhìn thê thảm lắm. Vậy á hả? Không biết Bạch Dương nó giống ai mà nó tan nhẫn. Ủa dạ? Đâu? Tàn nhẫn cái gì? Em hỏi anh chứ, nó quen anh Bình xong, nó chia tay xong nó mới quen người khác, chứ đâu phải là nó vừa quen anh Bình rồi vừa quen người khác đâu mà tàn nhẫn. Ý anh đâu có phải vậy. Anh đâu có cấm là không có quen người khác, nhưng mà ít ra là phải quen từ từ thôi, chưa gì hết. Cứ quen liền, quen rất là vội vàng mà đã quen sếp của mình nữa, kỳ lắm. Thôi đi anh ơi, cái đó là một phía của anh Bình nói thôi. Anh chưa có nghe Bạch Dương nói mà anh nói vậy rồi. Em cũng kỳ thiệt á. Em không tin thằng Bình thì thôi đi, không lẽ anh nói em cũng không tin. Không lẽ chồng của em đi nói xạo em mấy chuyện này làm cái gì, đúng không? Ai ra đâu? Anh lộn, bẻ ngược lên, lộn. Cái gì vậy? Hả, chuyện gì vậy con? Trời ơi, thiệt tình à. Sao má không gõ cửa, lỡ tụi con đang... Sao? Má cũng tinh tế lắm con à. Cái gì gõ nên gõ, còn gì không là không, nghe chưa? Đâu có cãi nhau gì đâu má, tụi con đang nói chuyện với bạn con mà. Cái gì? Đang nói chuyện về bạn mà vậy đó hả? Dạ. Ôi trời ơi, má xin tụi con làm để cho má ngủ giùm cái các con. Má già rồi. Trời ơi, dỗ giấc ngủ gần 2 tiếng đồng hồ, vừa mới chập mắt 2 phút nghe là cái á. Tưởng chuyện gì? Ai về vì cái chuyện của thiên hạ không à? Trời ơi, má nói sao giờ, Bạch Dương nó là bạn thân của con chứ không phải thiên hạ đâu. Mà cái này là tụi con chỉ đang nói chuyện phân tích với nhau thôi chứ đâu có cãi nhau đâu. Đâu có cãi đâu má, con có bao giờ dám lớn tiếng với vợ con đâu. Có cãi là chỉ có bên này cãi thôi. Thôi làm ơn muốn tâm sự á thì nhỏ thiếu giùm cái cho tôi ngủ đi nghe. Trời ơi đó, cả ngày người ta làm công việc mệt mà còn tối còn ồn ào nữa. Dạ. Cô xin lỗi má nha má. Uống gì đó? Bà chủ cho 2 ly cà phê sữa, ít sữa. Ủa mày muốn chết hay sao mình mới uống lần 2 ly? Mày cũng biết hỏi tao muốn chết hay sao hả? Mua giùm. Mua giùm cho trai chứ gì. Cái gì vậy? Tự nhiên cái thái độ của tao à? Mùa mới gây lộn với ông sĩ hả? Ở với nhau cả chục năm rồi mà tao không thấy lúc nào mày yên ổn hết trơn. Tao nói cho mày nghe, phải chia tao mà giống như ai kia á là tao đã bỏ ông sĩ 80 đời Dương rồi, chứ không phải ở tới bây giờ đâu nha. Ông Bình mới ra đây nói gì với mày nữa phải không? Còn nói gì được, đâu có nói gì được nữa đâu. Ê mà tao không có ngờ luôn á, tao chỉ nghĩ chỉ có một mình con Linh là nó thay lòng đổi dạ thôi, chứ tao đâu có nghĩ mày cũng giống như con Linh đâu. Mày nói đủ chưa? Tạm thời là đủ. Ít sữa thôi. Ê, trả tiền. Ký sổ. Mấy bữa ký sổ được, nhưng bữa nay không ký sổ được. Bữa tại nay, sao? Bữa nay thích lấy tiền, được không? Hỏi 10.000. Trả thêm cho tao 20. Tại sao?
hai ly 70. Ủa bình thường tao mua có 40 mà. Ly của mày 20, còn cái ly của người ấy là 50. Tao phải chém một lần cho bỏ cái tật mê trai, được không? Bình Bình đúng không? Chắc giờ này anh đang trốn ở một góc nào đó để gặm nhấm nỗi đau rồi. Em nghĩ anh Lâm cũng là một người rất tốt, nhưng mà chị không nên có mới nới cũ, có trăng quên đèn. Như vậy người khác sẽ dị nghị mình. Dù gì chăng nữa thì chị với anh Bình hết tình thì cũng phải còn nghĩa chứ. Chuẩn bị hậu người mẫu mày đi đâu vậy Bạch Dương? Ủa? Ủa sáng công ty có chuyện gì hả? Sao Bạch Dương không nói là đâu đi rồi? Em nào biết? Em nào có hay? Hay là nó thấy em gần gũi với anh quá nó tức, nó giận, nó không nói được gì hết. Không phải vậy đâu. Tôi nghĩ là chắc áp lực công việc nên cậu bị stress thôi. Có biến. Tôi nghĩ thì hai người cũng phải nên nói chuyện với nhau rõ ràng một lần đi, rồi còn giải thoát cho nhau và tìm cho nhau một lối đi riêng nữa chứ. Em nhìn cái gì? Em khỏi cần phải nói, nhìn là biết em muốn nói cái gì rồi. Em muốn dứt khoát với tôi chứ gì? Em tức lắm hả? Tôi mới là người tức nè. Em khỏi cần phải nói, biết em nói cái gì tiếp theo luôn rồi. Cuộc tình mình giờ đây đã quá hư hao, cuộc tình mình giờ đây đã quá xanh xao. Ôi, cuộc tình mình thật là tào lao, em muốn nói vậy đúng không? Cái gì? Bây giờ em còn đập bàn nữa hả? Em đến đánh tôi đúng không? Không tôn trọng tôi. Đánh đi, đánh chết tôi luôn đi. Đánh gì? Trời, em hết thương tôi thiệt rồi. Tôi mới nói đánh cái đánh thiệt luôn rồi. Không có quả tim. Ủa? Bộ hôm nay Bạch Dương có chuyện gì hả? Thấy không bình thường. Ai biết? Nhanh ra đi sếp. Dạ thưa anh Lâm, người anh đáng kính của vợ chồng em. Em không hiểu lý do gì mà anh lại kêu vợ chồng em đóng cửa quán để gọi mọi người tới họp gấp như vậy. Tôi đưa Bạch Dương đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói là cô bị chứng á khẩu, không thể nói chuyện bình thường được. Trời ơi! Bác sĩ còn nói đây là tâm bệnh, thuốc bình thường không chữa được, và phải để cho cô sống trong một môi trường thoải mái, vui vẻ. Ủa, sao kỳ vậy? Và đặc biệt, thoát khỏi hết tất cả những bức bối thì mới nói chuyện bình thường được. Hay là cho cổ lên nhà gia đình mình ở cho cổ vui lại em. Và điều đặc biệt quan trọng á là bây giờ phải tìm được nguyên nhân, nếu không không thể khai thông tâm lý cho cổ được. Thê thảm quá. Anh á hả? Tự nhiên không cho em đổ hết tội cho nó, làm em chửi nó quá trời luôn. Có khi nào gì vậy mà nó á khẩu luôn không ta? Trời ơi, Bạch Dương là người không có sợ trời, không có sợ đất. Em nghĩ sao vì ba câu tầm sàm của em mà cổ á khẩu? Em tự tin quá đó. Vậy là ngoài tại em hả? Nè, tôi lại nghĩ khác. Nguyên do là từ một người, là tên này nè. À không, tên này. Chính anh ta đã nói là gì mà hả? Có mới lấy cũ, vô tình bạc nghĩa, coi thường người khác. Nói như vậy mà ai chẳng tự ái. Tự ái máu dồn lên tới não, sau đó á khẩu luôn. Nè, tôi nói đúng chứ bộ, chị Dương sao giận tôi được? Đúng.
đúng. Không đúng. Đúng không? Theo Băng Duy nghĩ thì đáng lẽ ra anh Thiên Bình mới là người bị á khẩu. Bởi vì sao? Anh Thiên Bình chính là người bị hại. Ai hại anh chứ? Em mày nói được cái gì? Em hết bệnh rồi, mừng quá, mừng quá. Tôi đã làm gì ông Bình hả? Em chỉ cần nói chuyện lại được thôi là em muốn đánh, muốn đập, muốn chửi gì anh cũng được á. Chửi anh đi, chửi với bản mặt anh đi. Anh yên tâm, chị em không có chửi ai bao giờ hết á. Anh đó, đừng có lúc nào cũng làm cái khuôn mặt khổ sở để cho mọi người thương hại như vậy. Còn bạn thân hả? Không có tin tưởng gì cả, huống chi là đồng nghiệp. Mọi người muốn tôi bắt cá hai tay làm cái gì? Nhưng tôi không thích. Em, tôi chịu hết nổi rồi mà. Em ơi, em tới ngày đó mặc áo cưới, mặc áo cô dâu gì cho má. Em nghĩ mình như nó sẽ đi trễ đó, tại vì má nó mới từ buổi trưa lên mà. Dù nó vừa giỏi, nó vừa xinh đẹp chứ đâu phải là con dâu nhà con gừng gì đâu. Qua má nói ta là biết sửa ống nước, nghĩa là đàn ông mà người ta sửa được ống nước đó, sao em nói người ta đây đi cuối không sửa được, nhưng mà sao mình buồn ấy đuổi cho cô ấy mà nói.